Xin chào tất cả các bạn đến với cuộc sống Mỹ của gia đình Trúc. Con chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay thì nói chung là cũng mệt trong người lắm, cũng không có muốn nấu nướng gì hết á, nằm ù ở đó xong thôi thì hai mẹ con đi tắm ngâm nước nóng, xong rồi đi ra vô bếp nấu những món ăn đơn giản thôi để đỡ mệt. Thì hôm nay Trúc sẽ luộc cải nè các bạn, nhìn nè, cải nè, cải ngon lắm. Trúc mua một bó như thế này nè, thì một lòng 89 một cn một phao, thì Trúc mua một bó như là một phao 30 thì gần 2 phao á, thì 2 đồng 46 cent, thì cái này khoảng tầm 50 ngàn tiền Việt Nam các bạn. Nhìn nè, tươi ngon lắm đó. Thì hôm nay mình luộc trứng và mắm thấm và mắm ớt, rồi mình ăn với lại rau luộc đơn giản thôi. Mình lấy 6 trứng mình luộc. Thì trước khi mình quay video thì mình cũng có để một lò nước nóng trên kia để mình luộc trứng rồi mình hấp rau. Mười ngày khóe ha. Con hát tặng mọi người một bài. Mình qua đây mình rửa trứng rồi mình luộc trứng. Đi ạ. Con hát đi. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y N Z. Now I know my A, B, C. Next time you won't sing with me. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cải để mình luộc nha. Ngon lắm các bạn nha. Cắt ra từng khúc không đi luộc. Hồi xưa nhà Trúc cũng có trồng cải. Trồng cải bán gánh nước tưới. Giờ con hát tặng cho cô chú một bài. Con hát bài nào Việt Nam á mà con thuộc á, bài gì? Bà ơi bà giống như bà lắm, tóc bà trắng trắng yêu mai trao yêu bà anh em bà đây trao yêu bà lời trao biết bà vui. Giỏi quá. Em đi hát bài gì nữa ta? Chị này hát bài gì nữa đi. Chị này tặng mọi người đi. Con hát bài gì nữa? Con không biết. Vậy con thuộc bài này, con hát bài đó cho các bạn với lại mọi người nghe đi. Bà ơi bà. Bà rồi. Bà ơi. Bài tiếng Anh nào mà con thuộc? Con thuộc. Rau này xào cũng ngon. Hát bự lên. One fell off and bumped their head. Mommy and the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Four monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped their head. Mommy and the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Giỏi quá. Three little monkeys jumping on a bed. One fell off and bumped their head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on a bed. Two little monkeys jumping on a bed. One fell off and bumped their head. Mommy and the doctor said, no more monkeys jumping on a bed. One little monkey jumping on a bed. One fell off and bumped their head. Mommy and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Giỏi quá.
giờ chú sẽ đi rửa cải xong rồi sẽ đi luộc nha. Cháu mới nói chuyện với dạ. Hỏi chú khỏe không? Chú khỏe ha. Con có em bé da hồng. Da hồng là Sophia. Sophia. Dạ vô ra nói. Đàng hoàng. Sophia thích chơi với Trang. Sophia cười every day. Bỏ xíu muối vô rửa cho sạch nha các bạn. Mommy in a doctor in a doctor said, no, my monkey's jumping on a bed. The doctor said, put the monkey straight to bed. It's a book. Okay, we'll send up the phone. Okay. Kia nước cũng đã sôi sục sục rồi, bắt đầu mình qua mình luộc rau nha. Nói chuyện với Giang Hân đi con. Mẹ cái này chơi cái gì vậy? Mẹ cái này chơi cái gì vậy? Chú nhớ trên này. Mẹ xong mẹ nói quý 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 các bạn. Đây chút sẽ xô cho các bạn coi thử là hôm bữa chút có bỏ củ cải bỏ mắm nè, cải chua nè, đây cải chua, cà rốt bỏ chua ngọt nè. Cải chua nha. Với lại con thích ăn cái này là cái này là gì vậy Nini? Broccoli. Là tiếng Việt là gì? Cái này là súp lơ nè, chú bỏ súp lơ nè. Thì bây giờ chú sẽ gắp ra cho các bạn coi. Mẹ, cái này cho cái gì á? Nó cái đó là nằm tỏi. Con muốn nằm tỏi. Khoan nhẹ xíu. Thank you.
Đây các bạn, tôi gấp cho các bạn coi nè, quay sát cho các bạn coi nè, mình sẽ đổi nè cam cho bạn thấy. Đây. Đó, nhìn cái hũ bỏ củ cải bỏ mắm của Trúc nè, Trúc bỏ vừa củ cải nè, ớt nè, rồi tỏi nè, củ cải đỏ nè, đó, nhìn hấp dẫn lắm, nhìn rất là ngon nha, thơm mùi mắm. Con thích mắm. Mình thấy ngon. Đây nè mọi người, đây, nhìn nè, tỏi nè, ớt nè, đó, đó, nhìn hấp dẫn không? Chút thử ngon. Con thử. Ngon cực kỳ luôn á. Đó. Đó. Mặn mặn, mặn nghe không? Giòn rụm à? Con muốn gì? Nhai kỹ nha. Ngon. Xíu này ăn cơm. Ngon lắm, giòn rụm luôn. Cái này các bạn để cả tháng, ba bốn tháng cũng hư nữa. Tụi mình nấu nước mắm nó keo lại. Ngọt ngọt mặn mặn. Các bạn nghe nước sôi sục sục không? Ở dưới mình luộc trứng cho mình hấp rau. Ngon quá. Hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ bỏ. Con thấy ngon không? Con thử gì quá. Củ cải. Ngon. Mặn. Mình mở cái tỏi cứng quá nè. Nương này. Đây chút sẽ khui ra. Khui thử. Trời nó cứng quá. Sao cứng nó dặn cứng quá. Nhưng bữa nay mà dặn cứng rồi. Đây. Đây nhìn nè các bạn. Bạn nhìn hấp dẫn không? Chút bỏ gừng nè. Củ cải trắng nè. Súp lơ trắng nè. Củ cải đỏ nè. Ớt nè. Tỏi nè. Chua chua ngọt ngọt. Ngon lắm. Ngon lắm sao mà con bắt quậy nè. Ăn ngon hả? Nếu mà ăn cơm uống nước thì chết. Đây nè các bạn nhìn nè. Nè. Nhìn nè, trắng bóc luôn, nhìn giòn rụm luôn nè. Đây là củ cải trắng này các bạn. Đó. Nè thử đi. Củ cải trắng nè. Để qua đây. Dễ nhìn nè. Cô xích qua đây. Cô xích qua đây nè. Đây. Mà nhìn rõ không? Nè, gừng nè. Mẹ thử đi. Từ. Mẹ gắp cho mọi người coi, cho các cô chú coi. Đây. Nhìn nè các bạn. Đây, nhìn nhìn hấp dẫn không? Để mình thử nè. Con thử nè. Ngon. Chua chua. Mặn mặn, ngọt ngọt. Tuyệt vời luôn các bạn. Ngon không con? Giòn rụm luôn á. Giòn á. Đó. Gấp ra xíu ăn cơm. Coi củ cải thôi giòn. Đó bạn nghe không? Giòn rụm nhở. Ngọt chua. Mặn mặn tuyệt vời á. Cái này để hả? Mấy tháng cũng hư, làm không thấm bông tủ lạnh. Ăn hoài không có hư. Bự. Bự. Cải nè. Chua. Nè. Đâm cho mẹ. Chú sẽ gấp cải chua cho các bạn coi nè, mẹ coi để đây nè, cho mọi người thấy. Đó. Cải chua chút bỏ với lại hành tây. Đây. Các bạn nhìn nè, thấy không? Vàng khè luôn á. Ngon lắm cái này nè. Ngày mai chút con lấy ra rồi chút đâm ớt, tỏi bỏ vô, xíu đường nữa. Ngon hết sảy và bảy luôn. Tỏi là garlic. You know. Củ tỏi là này nè. Garlic là tỏi, con đọc tiếng Việt Nam là tỏi. Tỏi. Đó các bạn. Nhìn nè.
ngon không? Cái này mà có heo quay kho cũng ngon lắm. Đây đó, các bạn nhìn thấy không? Đây mày để xa ra trước nha. Đây hấp dẫn không? Em thử nè. Giòn rụm nữa, chua chua, ngọt ngọt mặn mặn, ngon đi. Ngon lắm các bạn, hành nè, giòn rụm nữa, ngon lắm. Nếu các bạn muốn chút chỉ dẫn cho làm củ cải muối, củ cải bỏ mắm mà để lâu á, chút chỉ cho ngon lắm, để lâu mấy tháng năm cũng hư. Này nhìn nè, hấp dẫn thấy không, giòn rụm mà xanh lè xanh lét, không có xanh nè, vàng khè luôn nè, thấy không ngon lắm. Mình xíu nha, mình qua mình coi cái râu của mình nó tới đâu. Rau đồ cũng chín rồi nè, chuẩn bị mình ăn cơm. Đây này các bạn. Còn cái này là kim chi mình làm nè. Mình làm nhiều lắm, mình để trong tủ lạnh á. Mình ăn. Ngon. Mình gắp cho các bạn coi nè. Con. Đây. Nó ngon nè. Ngon lắm. Nè nó sảy luôn, các bạn nhìn thấy không? Kim chi ngon không? Kim chi ngon không? Này các bạn nhìn nè, đây kim chi chút làm này nha. Con thử cà rốt. Thê the. Thơm the. Chua ngọt. Ngon không? Ừ. Này các bạn. Làm sao mà làm ra nó giòn vậy nè. Là đạt hiệu quả. Đó. Thơm mùi gừng. Thê the của vị cải thảo. Có hành nữa nè. Ngon lắm các bạn. Mà chú làm một lần nữa, để ăn 2-3 tháng nhiều, bỏ tủ lạnh. Nó ngon. Nó ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Này các bạn. Người ta ở đâu vậy? Người ta ở Việt Nam á. Đây nè, bạn nhìn thấy không? Nếu mà các bạn muốn chút hướng dẫn làm kim chi, cải chua, quý, súp lơ, củ cải trắng với lại cà rốt bỏ chua ngọt nè, thì mình sẽ hướng dẫn làm sao mà để ra cái vị nó ngon và để thiệt được lâu không có hư. Đây này các bạn thấy không, bông đẹp không? Ngon cái này nữa, cái này nữa các bạn, này nữa, củ cải để qua 5 phút tháng cũng hư nữa. Đây nè, nhìn miếng củ cải nè, hấp dẫn không? Giờ rau các bạn nhìn nè, đó mình đẩy ra nhìn nè, ngon à, chị Nhi thấy ngon à? Dạ. Thì để mình làm cái này không? Để khoảng 2-3 phút nữa khi nó chín rồi thì thời gian mình đợi thì mình đâm mắm, đâm mắm thấm, lọt tỏi với lại ớt, đâm mắm thấm giống như Việt Nam á. Con thích đâm không? Hả? Con thích đâm không? Dạ. Đâm đi. Thấy không, đơn giản thôi, chỉ cần vào bếp là khoảng 20 phút là đã có đồ ăn ăn rồi. Đơn giản. Nói chung là gia đình muốn hạnh phúc là phải có bữa cơm chung gia đình. Trong một ngày cần phải có một bữa cơm chung gia đình, không cần ba bữa, một bữa duy nhất thôi, buổi tối. Để
làm gì để mình ngồi mình nghe ý kiến của con mình, mình nghe ý kiến của chồng mình, và chồng mình, con mình nghe ý kiến của mình, để mình làm cho gia đình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Đó là tập 2 rồi nên có kinh nghiệm. Con đâm đi, mày bỏ xíu đường vô đâm cho khỏi dăng nè. Các bạn thương rau ăn á, nẻ con kết ế quanh đấy. Đúng rồi. Đó, con đâm đi, mày qua mày gắt đã. Tôi mới chết kẹp vãi ơi. Đây các bạn, dĩa rau luộc nè, luộc rồi nè, luộc rồi nè, xanh không? Đó, mình làm mỡ, thấy không? Nhanh lắm, khoảng 10 phút là đã có đồ ăn ăn rồi, 10 phút, 15 phút, đây, xong rồi, dĩa cơm, đó, rồi mình bỏ đây, mình sẽ để video cao. Xanh thơm quá đi, thơm mùi cải, cải ngọt. Cho con thơm. Không thích cải không? Lột trứng nha. Để mình lột cho con ăn cái đó đi. Hot lắm, it's too hot. Nóng lắm. Người ta thấy ngon không? Thấy. Đây, mình lột trứng. Mẹ không biết làm gì nữa. Đâm mạnh lên. Đó các bạn thấy không? Mua bó rau để mẹ làm cho. Một xíu con làm thử, mẹ để lại trứng con làm. Đó, một bó rau đó, khoảng 50.000. Rồi 24 cái trứng vậy là có tầm 6 đồng mấy, mà trứng organic luôn nha. 6 đồng mấy. Mình ăn 6 trứng. 6 trứng. Mình có 3 người trong family. Với em bé 4. Em bé ở nhà ông. Các bạn thấy không, một bữa ăn vậy tầm khoảng 60.000. Không có mắc. Bên đây đồ ăn cũng rẻ chứ không mắc, mà có nhiều cái rau của Việt Nam. Cái rau của Việt Nam á, như rau muống rau rồi thì nó hơi mắc hơn chút xíu. Thật sự ra thịt trứng đồ rẻ, không có mắc. Đây. Lột trứng nè. Có cái trứng này nè. Bị bởi. Còn nóng rồi, bỏ thêm nóng hết. Hồi nhỏ ở nhà ưa ăn trứng luộc. Ở nhà, mắm nhà dầm, Việt Nam. Rồi ăn với lại bắp xú luộc, ăn với rau luộc. Vậy là xong một bữa cơm. Đúng không con? Dạ. Con hạnh phúc không? Mẹ happy cái không? Cái này không chưa? Chưa, năm diễn chút xíu nữa.
ba đi về nhé. Mẹ ba về, ta nói wow. Ba đi ký, chồng mình đi ký giấy tờ nhà, tại vì mình rất là may mắn, cái nhà trên miền Nót á, mình chuyển xuống đây cho ông bà xuống đây á, thì cho trong cái lúc mùa dịch, trong cái lúc mùa dịch là trước đó một tuần, thì mình cũng không nghĩ là nước Mỹ đóng cửa vậy đâu. Thì rất là may mắn là tụi mình bán được cái căn nhà trên đó. Hôm nay là mình đi ký giấy tờ cho họ lấy chìa khóa nhà và họ trồng tiền cho mình đó. Nhà bà ông bà. Dạ. Quý gia hưng ở nhà ông bà. Cái nhà đó 1.400 square feet mà mình bán được 278.000. Tại vì lúc đầu tiên là bán được 285.000, mình đợi giá là 282.000, thì hai vợ chồng họ vô trả là 285.000, nhưng mà nhà băng người ta approve cho cái căn nhà đó là 278.000 thôi. Thì mình bán được 278.000, thì maybe đâu là bên phía mua hai chồng đó làm y tá, bác sĩ, thành ra hình như là họ có thể họ cho được thêm vài ngàn nữa. Đó, gia đình mình cũng rất là lucky và may mắn, tại vì bây giờ cái số ngân hàng, cái tiền lời của ngân hàng nó rất là thấp, 2.8, 2.6 thôi. Nhưng mà mình đi mượn tiền khó khăn hơn, là tại vì bây giờ là đâu có công việc làm đâu, nhà băng đâu điên đâu mà cho người mượn loan không. Không có thu nhập, người ta đâu dám cho mượn, sợ mình giật nợ sao. Đó, nhưng mà may mắn là cái người mà mua nhà của mình á, là họ là một người là y tá, người là bác sĩ, thành ra họ có thu nhập nó ổn định rồi. Là mình bán nhà cho cặp vợ chồng rất lucky, may mắn. Đó, thì giờ chồng mình chuẩn bị về rồi nè. Cố dễ thương à. Nhỏ. Nhỏ. Như này mình mua bao cũng đồng. Để mình làm cho nhanh. Mày giỏi quá. Không giỏi. Đây. Băm ớt. Ớt tỏi. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi con về đón lá lên tre. Đây mắm, mắm Việt Nam nè các bạn, nước mắm nhĩ Việt Nam, Việt Hương nè, ba con cua nè. Thì chú thấy ăn mắm này ngon á, mắm này chú mua khoảng 3 đồng 7 mấy xem một chai á, chạy ra còn 70.000, khoảng 70.000 chai mắm Việt. Đây, mua trong chợ Việt Nam. Đây, mình làm cái đũa này mình muốn. Mình sẽ đổ ra dầm trứng vô. Ăn vô dầm ra. Wow, ngon quá. Cái này giỏi quá. Đổ xíu mắm vô chán. Tụi nhà chú cũng ít thích ăn chua lắm phải không? Nên cũng thích ăn chua. Có đồ với lại mình ăn mấy cái đồ chua này nè, nó cũng chua rồi. Nên thôi thì không có nặng chanh vô mắm. Đổ vô. Ngon quá. Nước.
các bạn. Nhìn thấy không? Nó ngon không? Giờ mình bỏ trứng vô. Tôi muốn bỏ. Mẹ bỏ môn hả? Đừng đừng không đừng, đừng. Đây các bạn nhìn nè. Đây. Ngon đó, lắm. Nhìn hấp dẫn không? Ngon hơn các bạn. Đó. Vậy là gia đình Trúc có một bữa cơm với gia đình nè. Có rau luộc nè. Có rau luộc nè, có trứng luộc nè. Có kim chi nè. Đó, các bạn thấy không? Vậy là gia đình mình có một bữa ăn rồi. Có 30 phút và các bạn vào bếp 30 phút làm xuyên qua, vô bếp 30 phút là có một bữa ăn ngon lành. Xin cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ gia đình của Trúc. Thì nếu các bạn yêu mến gia đình của mình, cho mình một like và cho mình một cái comment, một cái lời khuyên, một cái lời khen để mình có động lực để mình làm nhiều cái video mình nói về cuộc sống của Mỹ. Ở Mỹ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Jenny, chào ấy, chào các chào mọi người đi con. Jenny chào mọi người ấy. Con chào mọi người đó, mẹ tắt video nè. Chào mọi người. Con nói sao? Bye everybody. Hello. Bye. Con nói sao nè? Bye là tạm biệt không? Hello. Tạm biệt rồi ông ơi, nãy giờ con làm nãy giờ rồi. Bye bye, thôi cho mình gia đình mình ăn cơm đây, mời các bạn ăn cơm tối cùng gia đình mình nha. Bye bye, see you later. Thank you very much.